Thưa quý vị, dự án hồ chứa nước Lộc Đại ở xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nằm trong chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 và phục vụ nước tưới nông nghiệp cắt lũ cho vùng hạ du. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 291 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2020, nhưng đến nay vẫn còn dang dở. Cuối năm 2018, dự án hồ chứa nước Lộc Đại ở xã Quế Hiệp được khởi công nhằm phục vụ nước tưới cho 500 ha của hai xã Quế Hiệp và Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đồng thời góp phần ngăn chặn lũ quét ở thượng nguồn, cắt lũ và giảm nhẹ ngập lụt tại hạ du là vùng dân cư tập trung đông đúc. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 291 tỷ đồng do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2018 đến năm 2020. Nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, khiến người dân rất bức xúc. Cái mương cũ là bây giờ là nó ảnh hưởng cái thi công này, nó lỡ láo tùm lum. Thành ra là cái ruộng nương ở đây cũng khó lắm. Cho nên nguyện vọng của dân thì cũng mang ra ở trên về làm cho hoàn thành cái đập. Để rồi lấy nước để phục vụ với bên nông nghiệp. Theo lãnh đạo huyện Quế Sơn, dự án chưa được triển khai do trong khu vực công trình còn khoảng 800 ngôi mộ chưa thể di rời vì thiếu khu cải táng và do thiếu đất phục vụ đắp. Đặc biệt công tác đền bù giải tỏa khó thực hiện do có tranh chấp giữa các hộ dân về lịch sử nguồn gốc sử dụng đất. Thì hiện nay phần giải pháp mặt bằng thì cơ bản là đã đảm bảo, chỉ còn khoảng cỡ hơn 4 hectare là trong lòng hồ, hiện nay là có cái tranh chấp giữa các hộ dân về cái lịch sử, cái nguồn gốc sử dụng đất. Ở đây là đất được sản xuất và tòa án thì đang giải quyết cho việc tranh chấp này. Tháng 12 năm 2022, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thu hồi, nộp trả ngân sách hơn 927 triệu đồng và giảm nghiệm thu thanh toán hơn 533 triệu đồng. Nguyên nhân là do chủ đầu tư đã thực hiện nghiệm thu, thanh toán xác định sai chi phí tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán, cắm cọc giải phóng mặt bằng. Do đó, tỉnh Quảng Nam cần chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 692 ngày 27 tháng 4 về việc hủy bỏ chủ trương cho phép thành lập trường đại học FLC tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo đề án thành lập, trường đại học FLC từng được giới thiệu sẽ xây dựng với quy mô dự kiến khoảng 20 ha tại các phường Hà Lầm, Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư ước tính gần 4.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục chính như khu hiệu bộ, hành chính, khu giảng đường, khu thực hành, đất thư viện, ký túc xá. Theo kế hoạch ban đầu, dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2019 đến năm 2021, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo cho khoảng 2.000 sinh viên. Giai đoạn 2 từ năm 2022 đến năm 2025, tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục còn lại để đạt quy mô đào tạo cho khoảng 7.500 sinh viên. Thời điểm tổ chức khởi công dự án, Tập đoàn FLC Quảng Bá sẽ đào tạo các chuyên ngành mũi nhọn là công nghệ cao, du lịch và hàng không. Trường dự kiến tuyển sinh mùa đầu tiên vào cuối năm 2020 với quy mô tuyển sinh ban đầu là 600 sinh viên, tăng lên 6.100 sinh viên vào năm 2024 và 10.000 sinh viên vào năm 2035. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án này vẫn chưa có bất kỳ hoạt động cụ thể nào. Ngày 31 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã khởi tố 12 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề. Sau thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã thành lập nhiều tổ công tác, huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, đồng loạt ra quân bắt giữ các đối tượng tại 12 điểm ghi số lô số đề trên địa bàn huyện Yên Thành. Trong đó, đối tượng Nguyễn Thị Trang sinh năm 1988, trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, được xác định là đối tượng cầm đầu. Qua đấu tranh, công an huyện Yên Thành đã làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trong ngày bị bắt giữ là hơn 600 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam ICHAM tổ chức họp báo công bố giải golf The First Gold ICHAM. Giải đấu sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Italia và kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 2013-2023. Giải đấu sẽ kéo dài từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 7 tháng 8 năm 2023 với sự tham gia của hơn 100 người chơi là các khách mời danh dự, các doanh nhân thành đạt và các đối tác
hội viên của iCharm. Bên cạnh đó là các hoạt động bên lề như hội thảo, tính bền vững và chuyển đổi năng lượng và các hoạt động kết nối doanh nghiệp. Đại sứ Italia tại Việt Nam bày tỏ kỳ vọng giải đấu sẽ là cầu nối gắn kết mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Italia, là điểm nhấn đánh dấu 15 năm thành lập phòng thương mại và công nghiệp Italia tại Việt Nam và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Italia kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển tại Việt Nam. Nhằm thực hiện chiến lược phát triển du lịch ASEAN giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hiệu quả và thiết thực, trong đó ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch xanh, bền vững, hài hòa và thống nhất. Sáng nay, Sở Du lịch thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai tiêu chuẩn du lịch ASEAN. Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, để thích ứng với xu thế phát triển chung của khu vực và quốc tế, việc chuẩn hóa dịch vụ của các cơ sở dịch vụ du lịch trong cả nước nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là điều kiện quan trọng, cần thiết trong lộ trình phát triển, nâng cao chất lượng điểm đến. Chính vì vậy, một trong những giải pháp tiên quyết để triển khai là học tập và áp dụng mô hình của tiêu chuẩn du lịch ASEAN cho ngành du lịch. Để hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn du lịch ASEAN, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có các hành động cụ thể nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn cho du khách. Những quy định về an ninh an toàn vệ sinh và môi trường sẽ là cơ sở để du khách được bảo vệ và có trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Các doanh nghiệp cũng sẽ áp dụng bộ tiêu chuẩn của ASEAN trong việc thiết kế, xây dựng sản phẩm du lịch, từ đó tạo sự tin tưởng cho khách du lịch. Theo chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2025, nước ta sẽ nằm trong top 3 Đông Nam Á, top 50 quốc gia có năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới. Trên cơ sở đó, ngành du lịch sẽ góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho khoảng 5,5 đến 6 triệu lao động, tăng trưởng bình quân từ 12% đến 14% một năm.